tình tự tử. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một chàng hiệp sĩ tên là Tristan, tính tình dũng cảm, được nhà vua rất yêu mến. Sứ quân của ta và Iceland đã chiến tranh liên miên bao lâu nay, tốn không ít binh đao sức lực. Chi bằng chúng ta cầu thân đổi lấy hòa bình. Nay ta cần một người thân cận đến đó cầu hôn công chúa về cho ta. Dạ bẩm đức vua, xin hãy để cho thần được thực hiện nhiệm vụ này. Thật ra ta đã có sự lựa chọn cho mình. Chitan vốn là người chu toàn. Ngay ngày mai ngươi lập tức xuất hành đến Iceland, đem theo sính lễ và phải đón công chúa Aisu về đây. Thần xin tuân lệnh. Chitan, ngươi đừng quên nói với hoàng hậu Iceland đưa chai rượu bùa yêu để ta và Aisu uống trong lễ cưới. Sợ rằng nàng bị ép buộc sẽ không thể yêu ta. Sứ Iceland. Cụ ơi, sao tôi không thấy bóng dáng một ai hết? Không ai dám ra đường vào thời gian này cả. Có một con rồng khát máu xuất hiện ở xứ này. Nhà vua hứa rằng sẽ gả công chúa Aisu cho bất cứ ai giết được nó. Rất nhiều hiệp sĩ ở đây đã chiến đấu với nó đều chết hết rồi. Nếu để Aisu lấy người khác, sẽ không còn cơ hội đưa nàng về với đức vua nữa. Cụ ơi, con rồng ấy ở đâu? Để tôi quyết chiến với nó. Độc độc này đang ngấm vào người mình. Mình sẽ chết mất. Nàng là ai? Ta là Isiu, công chúa xứ Ireland. Vua cha và mẫu hậu đã sai ta mang thuốc thần đến để chữa lành vết thương cho người giết rồng. Không ngờ công chúa xứ Ireland lại xinh đẹp như này. Thật khiến ta rung động. Không được, nàng là hoàng hậu tương lai của xứ Cornwall, nơi ta đã thề phải tận trung đến chết. Người nói sao? Ngươi là Tristan, hiệp sĩ xứ Cornwall, muốn ngỏ lời cầu hôn con gái Aisu của ta cho vua Mark ư? Nhưng chúng ta đã hứa gả Isiu cho người nào tiêu diệt được con rồng hung ác. Vì lời hứa với đức vua của mình, thần nhất định phải mang Aisu về trở thành hoàng hậu. Isiu, ta biết người con thích là Tristan, nhưng việc con trở thành hoàng hậu của xứ Cornwall là có lợi cho hòa bình. Nếu con không lấy vua Mark, có lẽ sẽ đẩy vương quốc ta và cả Tristan vào cảnh nguy hiểm. Bajenda, ta giao người hộ tống Isu. Đây là hai chai rượu bùa phòng khi khẩn cấp. Một chai bùa chết chống lại kẻ thù và một chai bùa yêu dành riêng cho công chúa và vua Mark uống trong ngày cưới. Bajenda, hãy đưa cho ta chai rượu bùa độc của mẫu hậu ta, mau lên. Ta không thể đưa công chúa chai độc dược. Tristan, nếu chàng không thả em ra, em sẽ uống chai độc dược này để không phải kết hôn với đức vua của chàng nữa. Đừng, Aisu. Là ta đẩy nàng đến bước đường cùng. Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không dám thừa nhận. Ta sẽ chết để đền tội với nàng. Trời ơi, đó là chai rượu bùa yêu, cả hai người đều uống nó rồi ư? Chuyện này là sao? Em phải bảo vệ mạng sống của công chúa đến cùng nên đã dùng chai bùa yêu. Nhưng mà em không thể ngờ Tristan cũng sẵn sàng uống cùng công chúa. Chàng đã thừa nhận tình yêu của chàng dành cho em. Chẳng cần chai rượu bùa này, chúng ta cũng đã yêu nhau rồi. Aisu, tất cả là lỗi của ta. Bẩm đức vua, hòa hiếu với Iceland đã được gìn giữ. Xin người cho phép thần được chuyển đến canh giữ cửa biển phía tây. Được,
giao cho người canh giữ vị trí trọng yếu như vậy, ta cũng yên tâm. Tình Tristan đáng ghét, lúc nào cũng giành được sự ưu ái của đức vua. Nhất định ta phải tìm bằng được điểm yếu của Tristan để hạ cục nó. Tristan, đừng lại gần ta. Ai xuống, giờ nàng đã là hoàng hậu, ta chỉ muốn gặp nàng để nói lời tạm biệt thôi. Hoàng hậu đang ở bìa rừng ngay cạnh cung điện của đức vua. Thần nghĩ người sẽ muốn đích thân tới đó đón hoàng hậu về. Ai xuống, từ giờ ta sẽ đi thật xa khỏi cung điện để quên hết những chuyện đã qua. Tristan, người là kẻ phản bội, người dám có tư tình với hoàng hậu sao? Xin người đừng trút giận lên Tristan. Em có tình cảm với chàng trước khi trở thành hoàng hậu của người. Chàng đã đưa em về như đúng lời hứa với người, và không có bất cứ cư xử nào quá giới hạn với em. Nàng còn ở đó cầu xin cho hắn ư? Bay đâu, áp giải hoàng hậu về lãnh cung và Tristan về giam trong ngục chờ xét xử. Tristan, đức vua đẩy ngươi ra cửa biển phía tây, vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung nữa. Ngươi phải gả cho quận chúa Aishu, con gái của bá tước Brusso. Nhưng tại sao lại bắt ta phải cưới người cùng tên với hoàng hậu chứ? Đức vua muốn ngươi cả đời sống cạnh một người tên Aishu để không được phép quên tội lỗi của mình. Còn hoàng hậu, cô ta sẽ bị giam cầm đến chết. Aishu đang phải ngồi trong ngục tối, chẳng biết sống chết thế nào. Còn ta bị ép kết hôn với một người mà ta không yêu. Tristan, ngài có sao không? Quận chúa Aishu, phu nhân của ngài đã tới rồi. Có lẽ vết thương cũ tái phát thôi. Ta đã từng chết đi sống lại nhờ Aishu dưới gốc cây mận gai năm ấy. Tới giờ rồi, khởi hành ra cửa biển. Ta là vợ của chàng mà chàng còn không thèm nhìn mặt ta lấy một cái. Hẳn là chàng còn đang dương vấn hoàng hậu Aishu. Công chúa, em phải làm gì để cứu người ra khỏi đây? Quận chúa Aishu, bệnh của quận công Tristan là tâm bệnh kết hợp với vết thương cũ tái phát, thuốc thang không thể giải quyết được. Aishu, Aishu. Chàng gọi tên Aishu sao? Là gọi ta hay là gọi cô ta? Hoàng hậu Aishu vẫn còn sống chứ? Nàng ấy không bị xử tử chứ? Tristan, đến giờ chàng vẫn nghĩ tới cô ta ư? Quận công Tristan, người có sao không? Percy, Aishu, hoàng hậu Aishu, cho ta gặp nàng. Người hãy tìm người hầu Baginda để cô ta giúp đỡ. Xin ngài cứ dặn dò, tôi sẽ tìm mọi cách. Thời gian ta chẳng còn nhiều, hãy chuẩn bị sẵn hai cánh buồm, một cánh buồm đen và một cánh buồm trắng. Nếu Aishu còn sống và đồng ý tới, hãy căng buồm màu trắng, còn nếu không thì màu đen. Hoàng hậu Aishu, cô ta sẽ tới đây sao? Vậy còn ta là gì của chàng? Thương người chủ nhân nặng tình, Percy trở về kinh thành để gặp hoàng hậu Aishu. Vì sợ bị xử tội nên con không thể nói ra. Do hoàng hậu muốn uống rượu độc, con phải thay thế bằng chai bùa yêu của hoàng hậu Aileen. Tristan và Aishu đã vô tình uống một ngụm. Vừa chai rượu bùa yêu ư? Con thề bằng tính mạng của mình, Tristan nguyện một lòng trung thành với người. Bây giờ ngài ấy rất nguy kịch, chỉ cần gặp được hoàng hậu Aishu thì ngài ấy sẽ có hy vọng sống sót. Nghĩ lại thì Tristan bậc công thần lập nên hòa bình với Iceland, không tốn binh đao, không đầu rơi máu chảy. Lần ấy Tristan cũng giơ thanh kiếm giữa hai người, chứng tỏ hắn ta rất biết chừng mực. Thôi được, nể tình những chiến công của Tristan, ta sẽ ban ơn cho hoàng hậu đi cứu mạng hắn, kẻo người đời lại nói ta là một tên báo chúa. Người đâu? Thuyền về đến cửa biển chưa? Cánh buồm có màu gì? Màu
màu đen, chẳng khác nào màn đêm. Ai su của ta. Nguyện vọng của Isu, mộ của nàng và Tristan được chôn cạnh nhau. Trên hai nấm mộ mọc lên hai bụi mận gai quanh quẩn bên nhau không rời. Nhiều lần nhà vua muốn cắt cây mận gai đi, nhưng hễ vừa cắt đi thì mấy ngày sau cây đã mọc lại như cũ. Kinh ngạc trước điều kỳ diệu, nhà vua cấm không ai được cắt nó. Từ đó, chuyện tình yêu giữa Tristan và Isu được lưu truyền mãi về sau. Người thợ đúc. Xưa kia, khi Ngọc Hoàng mới tạo ra các nghề nghiệp dưới hạ giới, mỗi một nghề đều có một vị thần nghề phụ trách. Thuở ấy, nghề đúc rèn còn sơ khai nhất. Ở làng nọ, may mắn có một người thợ đúc thạo nghề. Bác Mộc đến rồi, bác vào giúp nhà tôi đúc cái nồi cơm to với. Vốn tay nghề thành thạo, đồ lớn, đồ bé, ông chỉ tập trung làm một buổi là xong. Chào bác cho con hỏi thăm với ạ. Con theo thầy học nghề đúc, không may hôm trước qua rừng, thầy trò lạc nhau, tìm suốt mấy ngày, không ai biết cả. Nghề đúc ư, thầy cậu tên gì? Dạ, thầy con tên Chu, trạc ngoài 50, người cao cao, râu quai nón ạ. Ta cũng là một thợ đúc, nhưng ta không hề gặp một người nào như vậy. Thôi phiền cậu, ta đi kẻo lỡ phiên chợ. Bác ơi, bác giúp con học với thầy bấy lâu, con biết nghề đúc chút đỉnh, con muốn học thêm cho thành thạo, không ngờ thầy trò lạc nhau. Tôi thật không biết giúp gì cho cậu. Dạ, bác cũng là một thợ đúc, xin bác cho con đi theo đỡ đần, con cũng biết nghề võ vẽ rồi. Kể ra có một người quải gánh cho mình thì cũng đỡ mệt. Thôi thì ta nhận anh vào học việc một thời gian xem sao. Xin thầy nhận của con một lạy ạ. Chúng tôi đang chờ bác đến đúc giúp chúng tôi một chiếc bình cỡ lớn cho hội làng đây. Qua công việc, ông nhận thấy anh chàng học việc của mình vụng về hết sức. Cậu nói biết nghề võ vẽ, không ngờ cậu chả biết tí gì. Thú thật với thầy, con đi theo thầy cũ của con học được cách đúc khác kia. Sao? Cậu nói cậu học được cách đúc khác là đúc thế nào? Dạ, thầy cũ con không đúc nồi niêu son chảo, mà là đúc người già thành người trẻ, người xấu thành người đẹp. Cậu đừng có mà ba hoa. Thưa thầy, con không có ba hoa, cách đúc cũng dễ, chỉ nhờ vào cái khuôn của thầy con để lại. Cái bình sành to tướng thầy vừa làm được chục nén bạc, mà mỗi chuyến thầy cũ của con làm được những trăm nén vàng. Hả? Cậu nói gì? Những mấy trăm nén vàng? À, thì con có trộm nhìn. Thôi, lần này thầy để con lấy công chuộc tội. Nào, ai muốn đúc người xấu thành đẹp, da mồi thốt bạc đúc thành nhan sắc nõn nà, ông lão 80 thành đứa trẻ 13, 70 đúc thành 17 không nào? Mấy anh thợ đúc dừng lại đã nào, 70 đúc thành 17 là thế nào? Cũng như đời cũ đúc thành đời mới thôi, nhưng đây là đúc người, xấu xí ra xinh giòn, già yếu thành trẻ khỏe. Nhà tôi có cụ ông ngoài 70, yếu nằm liệt đã mấy năm nay. Nếu đúc cho trẻ và khỏe lại được thì hay quá. Nhưng anh lấy bao nhiêu tiền công? Tôi lấy trẻ ông 300 nén vàng. Ông bố trí cho tôi một buồng kính, đưa ông cụ vào đó. Nếu làm được thì có xá gì đâu. Tôi sẽ bố trí phòng. Để xem nó làm gì. Nếu nó lừa gạt, mình xem như không quen biết là xong. Cha, đúng là cha tôi thời còn trẻ rồi. Thầy, con xin kính thầy nửa phần vàng. Cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại làm được thật. Phải bắt nó dạy cách dùng cái khuôn sần sùi ấy mới được.
một làng khác, một ông lái buôn giàu có gọi hai thầy trò thợ đúc vào để thuê đúc lại người vợ lưng gù. Người thợ mộc nhận làm, nhưng đến phút cuối lại vô cùng lo sợ. Thầy cho bà vợ uống một viên này, đảm bảo ngủ ngay. Và với cái khung thần kỳ, thầy chỉ cần ngồi yên lặng hết ngày đi ra. Ôi trời ơi là trời, sao mình lại tin đó chứ? Lỡ làm không xong thì mang danh lừa đảo. Mà đã gọi là đúc thì phải có lò bể, lửa nung. Đằng này... Nhưng quả thực, cuối ngày hôm đó, bà vợ xấu xí đã trở thành cô gái xinh đẹp. Đây hẳn 1000 quan vàng, thầy xứng nhận còn hơn thế. Giờ tối muộn rồi, hai thầy trò bữa nay nghỉ lại nhà tôi đã. Ông chu đáo quá. Không ngờ tất cả phép lạ đều ở trong cái khuôn thật, tội gì mà không chiếm lấy. Thầy, con không hề trộm bạc vàng đâu cả. Thầy biết mà, thầy bảo cứu con với. Ta không cứu được kẻ trộm cắp xấu xa như ngươi. Thầy hãy cứu con với, chỉ thầy biết cứu được con thôi. Các thầy ơi, mau lôi nó đi nhanh cho. Không chờ lâu, người thợ đúc lập tức sử dụng cái khuôn hòng kiếm bội tiền, khi cam đoan biến cụ ông 80 tuổi thành trai trẻ. Tôi đặt cược cả gia tài cho ông. Sao mãi mà vẫn không linh nghiệm, mình chết đói mất thôi. Sao lâu thế nhỉ, ở trong đó đã đến ngày thứ 3 rồi. Ông hại chết cha tôi rồi, đồ lừa đảo bỉ ổi. Bay đâu, mau đi trình quan gô cổ hắn đi. Sao cái khuôn lại không linh nữa, hay là tại mình vu oan cho người ta chiếm nó nên mới bị trừng phạt? Phải này không những mất nghề mà còn mất mạng. Trời ơi, xin đức thần nghề tha tội chết, cứu con với. Cậu ba, xin hãy cứu lấy tôi. Ông còn dám cầu cứu ta hả? Tôi hối hận lắm rồi. Cái khuôn thần kỳ không những không đúc được người mới mà còn hại chết người rồi. Xin cậu cứu tôi với. Chính ta là thần nghề đúc đây. Đáng lý ta còn trị tội ngươi nặng hơn nữa, nhưng đã tỏ lòng hối hận thì ta cũng tha cho. Làm gì có cái đúc nào trên đời mà đúc được người nhân vàng bạc dễ thế. Chớ có quên, đã đi làm cái nghề của ta thì không được dối trá lừa gạt người khác. Con biết tội của mình rồi, con xin nghiêm chỉnh làm ăn. Ông già, đừng có giở trò, mau về phủ nhận tội. Thôi, đừng giải người ta đi nữa. Bố tôi đã sống lại khỏe mạnh rồi, nhà tôi không truy cứu chuyện này nữa. Kể từ đó, người thợ mộc không vì lòng tham mà làm chuyện hồ đồ nữa. Từ đấy về sau, dân gian còn truyền tụng, những người làm nghề đúc nói chung và những nghề khác nói riêng, ai cũng sợ vì thần nghề của mình, tuyệt luôn giữ vững lương tâm nghề nghiệp trong sạch. Nhành hoa đánh mất. Bộ lông của mình lúc nào cũng tối xỉn, xấu xí làm sao? Sao mình lại thế chứ? Chẳng được duyên dáng như chị thở trắng, cũng chẳng nhí nhảnh như lũ sóc, thật bất công. Dừng lại đi, thỏ nâu đây. Lỡ chạm vào bạn ấy là bạn ấy gắt lên đấy, sợ lắm. Mặt cứ hầm hầm thật khó coi. Thỏ nâu mặt xị mà lại. Thôi, đi kiếm quả đi, kệ người ta. Sao mọi người lại ghét mình thế chứ? Mình xấu xí quá đi mà. Ai thấy nhỉ? Nín đi thở nâu, có chuyện gì mà làm em buồn thế? Em không sao, chị mặc kệ em. Chị đang kiếm hoa cho lễ hội mùa xuân sắp tới. Em muốn chị tặng em nhành hoa tuyệt đẹp này không?
xinh lắm. Em hãy mỉm cười một cái đi. Em lại đây với chị. Em thấy không, trông em rất rạng rỡ. Chị nói thật không ạ? Thật mà, em vui vẻ thế này, trông em thật xinh đẹp. Em cảm ơn chị Thỏ Trắng nhiều lắm. Ơ, kia có phải thỏ nâu không ấy nhỉ? Đúng là bạn ấy rồi, sao trông bạn ấy vui vẻ thế nhỉ? Cứ vui thế có phải sinh ra bao nhiêu không? Ừ, thỏ nâu xinh thế mà giờ mình mới nhận ra đấy. Ngày đẹp trời như hôm nay, la la la. Cháu chào bác gấu ạ. Ồ, thỏ nâu đây à, cháu hôm nay trông xinh quá. Nụ cười của cháu thật rạng rỡ. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cảm ơn nhìn hoa xinh xắn. Nhờ có mày mà chị đã trở nên đáng yêu trong mắt mọi người. Ôi, nhìn hoa đâu rồi? Sao lại biến mất được nhỉ? Không lẽ... Mình không hiểu gì cả. Vậy là sao? Thỏ nâu ơi, chị vào được không? Ôi chị Thỏ Trắng, chị vào đi ạ. À, nhìn hoa chị tặng em cài trên đầu đã rơi trước khi em gặp mọi người cơ. Vậy mà lạ lắm, hôm nay ai cũng khen em xinh đẹp rạng rỡ khác hẳn mọi ngày. Em cứ tưởng là nhờ nhìn hoa của chị. Thế thì em thử nghĩ lại đi, là vì sao? Nhờ nụ cười của em đấy thôi. Ra là như thế, giờ em đã hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị Thỏ Trắng nhiều lắm. Từ nay hãy luôn vui vẻ như thế này em nhé. Nhất định rồi ạ. Thế mà bấy lâu nay mình để nụ cười này ngủ quên mất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.